Chương 381, thì thầm. Khó trách Lão Tôn Thượng luôn nói vũ khí truyền kỳ lợi hại, cố gắng tự chế tạo một thanh vũ khí truyền kỳ, đến bây giờ vẫn không thành công, vũ khí truyền kỳ quả thật rất lợi hại. May mắn là tiểu tử thúi này chỉ huy kiếm, sử dụng như đao, ngoại trừ tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, cũng không có hoa chiêu khác, cộng thêm tốc độ của mình không sai biệt lắm, né tránh thần kiếm vẫn có thể làm được. Tự như Lão Tôn Thượng năm đó nói, cho dù kẻ địch có vũ khí truyền kỳ lại có thể thế nào, muốn tổn thương bản tôn, vậy cũng phải tiếp cận bản tôn mới được, mặc dù vũ khí truyền kỳ mạnh, nhưng cũng phải xem là ai dùng. Diệp Tử Tử đột nhiên cũng muốn một thanh thần kiếm, nếu như mình có thần kiếm, liền không cần e ngại thần kiếm đúng là một tồn tại biến thái, ảnh hưởng cân bằng, làm sao vậy? Không đánh nữa sao? Nếu như muốn nhận thua, ngươi sẽ phải, Dạ Côn hảo tâm nhắc nhở một chút, đến lúc đó ngươi sẽ phải đối nghịch với cha vợ ta đấy, kỳ thật hai người đều không dùng ra lực lượng cường đại nhất, cho đến bây giờ, vẫn là đang thử thăm dò đối phương. Diệp Tử Tử huyết đăng cô chiếu còn không có sử dụng ra đoạn thứ hai, bản thể vẫn chưa lộ ra, nếu như lộ ra bản thể, vậy liền sẽ có biến hóa về chất, mà lực lượng của Dạ Côn còn không có phát huy đến cực hạn, thần kiếm tuy lợi hại, thế nhưng ở trong mắt Côn ca, nắm đấm của mình mới là lợi hại nhất, vì sao không trực tiếp bùng nổ, nhớ đến lúc nhỏ còn học tập ở trong tu luyện viện, Ngô Trì lão sư đã nói, trước khi kẻ địch bại lộ toàn bộ lực lượng, ngươi cũng đừng đần độn bại lộ, thế đạo hiện tại sáo lộ quá sâu. Dạ Côn rất đồng ý với câu nói này, cho nên ngay từ đầu chỉ muốn thăm dò, nếu như ngươi cho ta một thanh thần kiếm, ta liền đứng ở bên phía ngươi. Diệp Tử Tử đột nhiên nói ra, Dạ Côn nghe xong sững sờ, trầm giọng nói ra, ngươi nói chuyện không giữ lời như thế sao? Làm sao lại không giữ lời, thế nhưng ngươi biết Lão Tôn Thượng đấy, ngươi rất lợi hại, ta làm thuộc hạ, đứng ở phía đối diện Lão Tôn Thượng, phải gánh vác nguy hiểm rất lớn. Diệp Tử Tử bắt đầu cò kè mặt cả với Dạ Côn, Dạ Côn giang tay ra. Vậy chúng ta tiếp tục đánh đi, mãi đến khi một bên tử vong mới thôi. Diệp Tử Tử rất muốn nói, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng thần kiếm, nhưng nói lời này, tự như mình rất sợ thần kiếm vậy. Thôi được rồi, Lão Tôn Thượng nói rất đúng, vũ khí truyền kỳ quả thật rất lợi hại, mà thần kiếm ở vị diện này đã không sai biệt với vũ khí truyền kỳ, đúng là một nan đề khiến người lo lắng a. Hẹp hòi, chỉ thấy Diệp Tử Tử rút trang bị đi, nhẫn nhịn nghẹn miệng nói ra. Dạ Côn thấy Diệp Tử Tử không đánh, cũng thu hồi trang bị, kỳ thật, đây là nội đấu giữa cha vợ cùng con rể. Diệp Tử Tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng phía Dạ Côn nói, làm gì? Dạ Côn vẫn là rất cảnh giác, tới đây, ta sẽ không ăn ngươi. Diệp Tử Tử trợn trắng mắt, Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, còn sợ ngươi không ăn ta được đây, kỳ thật, Lão Tôn Thượng bảo ta nhắn với ngươi. Dạ Côn sửng sốt một chút, cha vợ cho nhắn với mình. Diệp Tử Tử tiếp tục nói, nếu như ngươi bị ta đánh chết đâu, câu nói kia coi như Lão Tôn Thượng chưa từng nói qua, nếu như ngươi không chết, ta phải nói với ngươi. Cha vợ đến cùng muốn nói với mình chuyện gì? Dạ Côn biểu thị có chút tò mò, là gì? Ngươi cúi đầu xuống, đây là bí mật, nếu như bị người khác nghe thấy thì biết làm sao? Dạ Côn nhìn xung quanh, hình như ngoại trừ chúng ta, cũng chỉ còn lại có không khí, có muốn diệt khẩu không khí luôn không? Dạ Côn hơi hơi nghiêng, Diệp Tử Tử ở bên tai Dạ Côn nói nhỏ vài tiếng, chỉ thấy biểu tình Dạ Côn rất phong phú, một thoáng ngưng trọng, một thoáng kinh ngạc, một thoáng hoang mang. Tốt, lời đã nói xong, Dạ Côn rất không rõ, cha vợ, đi về nhà, nhớ phải cho ta thần kiếm, còn nữa, hôm nay chúng ta là ngang tay, ta còn chưa có phát uy đây. Diệp Tử Tử ngạo kiều hừ một tiếng, tan biến ở trong hư không. Dạ Côn cũng biết Diệp Tử Tử không có phát uy, hẳn là kiên kỵ thần kiếm trên tay mình đi, còn muốn mình cho một thanh, thần kiếm dễ tìm như vậy làm sao? Nhìn cổ sâm thụ kia một chút, tùy tiện liền đưa thần kiếm cho mình, trong này không có quỷ, Côn ca sẽ viết ngược tên. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, nói thật, cha vợ, khiến cho mình rất buồn rầu. Chỉ thấy Dạ Côn hướng phía hư không bước ra một bước, sau đó ngây ngẩn cả người, vì sao mình lại có cảm giác đạp hụt a? Chỉ thấy Côn ca trên không trung kêu thảm một tiếng, cả người rơi tự do xuống quanh. Dạ Côn nằm ở trong hố to, biểu lộ tản mạn, vì sao lại như thế, trước đó không phải bay rất tốt sao? Đủ loại động tác độ khó cao đều được, hiện tại lại không thể bay. Lúc thần kinh bị kéo căng, khiến Dạ Côn đạt được năng lực ngự không, nhưng khi thần kinh Dạ Côn thư giãn xuống, loại năng lực tự kiềm chế này liền biến mất, vẫn cần phải học a. Cổ Sâm Thụ nói rất đúng, người trẻ tuổi, ngươi cần học nhiều lắm. Nếu như hôm nay Dạ Côn học được đạo pháp, chiến thắng Diệp Tử Tử hẳn có thể làm được, nhớ năm đó, Diệp Hoa cũng là dùng đạo pháp thắng Diệp Tử Tử, dĩ nhiên còn có dị hỏa, nhưng hiện tại Côn ca cũng có hai loại dị hỏa, đây là thê tử miễn phí tặng. Nếu để cho Dạ Côn biết, dị hỏa có thể đưa như thế, khẳng định sẽ bảo Diệp Ly đốt mình thêm mấy lần, sau đó thu tất cả dị hỏa tới tay, vỗ vỗ bụi trần trên người, Dạ Côn hướng phía Thái Kinh chạy đi, trong lòng nhất thời thả lỏng rất nhiều, cũng không phải khủng bố như vậy sao? Nghe khẩu khí của tên Tuyệt Thiên kia, phản phất giống như mình sắp mất mạng đến nơi vậy, dọa đến mấy ngày nay đi ngủ đều ngủ không ngon. Trở lại Dạ gia, Dạ Côn chậm rãi đi vào trong hành lang, khi nhìn thấy Diệp Tử Tử ngồi ở chỗ đó ăn cơm, khóe miệng Dạ Côn giật một cái, còn tưởng rằng nàng nói về nhà, là trở về chỗ của cha vợ, ngàn vạn lần không nghĩ tới, lại chạy về nhà mình. Kỳ thật mọi người thấy Diệp Tử Tử về trước, trong lòng đều chìm xuống, chuyện này rất giống như Diệp Tử Tử chiến thắng, Dạ Côn đã treo, nhưng mà Diệp Tử Tử đã nói, Dạ Côn chẳng qua là bị mình dạy dỗ một chút mà thôi, không có gì đáng ngại. Diệp Ly cũng yên tâm, người không có việc gì là được rồi, vừa mới vẫy một hồi, quần áo đều bẩn. Dạ Côn cười cười, cũng không hề nói dối, nguyên bản sạch sẽ, từ trên trời trực tiếp rớt xuống, lúc này mới làm bẩn. Mọi người bày ra dáng vẻ ta hiểu, nam nhân mà, phải có chút mặt mũi, hiểu rõ. Tuyệt Thiên biết, Diệp Tử Tử muốn giết Dạ Côn, bây giờ nhìn lại. Diệp Tử Tử cũng không thành công giết Dạ Côn, có lẽ vẫn là e ngại thần kiếm. Chẳng lẽ thần kiếm liền lợi hại như vậy sao? Kỳ thật cho dù Côn ca không cầm thần kiếm, cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Phu quân, đi đổi một kiện áo bào sạch sẽ đi. Nhan Mộ Nhi ôn nhu nói. Nói xong Nhan Mộ Nhi liền kéo Dạ Côn đi thay quần áo. Phu quân, ta muốn trở về mấy ngày. Nhan Mộ Nhi đột nhiên nói ra. Chương 382, Côn ca vẫn rất lợi hại. Trở về? Dạ Côn nghi ngờ một tiếng. Mộ Nhi không phải đã trở mặt với người nhà rồi sao? Làm sao đột nhiên muốn trở về? Chẳng lẽ lại có chuyện gì khó nói ư? Nhìn sắc mặt của thê tử, Dạ Côn liền biết không phải chuyện gì tốt. Ta sẽ đi cùng nàng. Dạ Côn nghiêm túc nói, nếu thê tử bị khi phụ thì biết làm sao. Nhan Mộ Nhi muốn quay trở về Mê Vụ Sâm Lâm, làm sao có thể nói với Dạ Côn được, không có việc gì, chỉ trở về mấy ngày, ta sẽ quay về ngay. Nhan Mộ Nhi ôm cánh tay Dạ Côn nũng nịu nói ra. Dạ Côn nghiêm túc hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có chuyện gì, chỉ là về thăm nhà mà thôi, bất quá nhà mà ta nói cũng không phải Nhan gia. Nghe thê tử nói thế, Dạ Côn nghi hoặc vạn phần, không trở về Nhan gia vậy ngươi đi đâu? Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Kỳ thật ta muốn về thăm nhũ mẫu của ta, trong một huyện nhỏ cạnh Thái Kinh, từ khi ta thành hôn đến giờ còn chưa báo tin tức này lại cho bà, trong lòng rất khó chịu. Bản sự hoa ngôn của Nhan Mộ Nhi cũng rất mạnh, hoàn toàn không có chút lỗ thủng. Dạ Côn cũng sẽ không đến hỏi Nhan Thừa Thiên, nhũ mẫu Mộ Nhi là ai. Nguyên lai là như thế, vậy ta càng phải đi cùng với nàng. Phu quân, ngươi tại Thái Kinh còn có rất nhiều chuyện phải làm, ta sao có thể chậm trễ phu quân được, vậy ta tình nguyện không đi. Nhan Mộ Nhi nghĩa chính từ nghiêm nói ra, dáng vẻ ta là thê tử rất hiểu chuyện. Dạ Côn nghe xong, liền cười nói. Đừng, hay là ta bảo Đông Tứ đi với nàng. Phu quân, Đông Tứ ở trong nhà càng tốt hơn, một mình ta đi là được rồi, nhũ mẫu của ta không thích người xa lạ, dù sao ta còn định bồi nhũ mẫu mấy ngày đây, nhưng ta không yên lòng để một mình nàng đi. Dạ Côn trầm giọng nói ra, thê tử xinh đẹp như vậy, nếu người xấu bắt cóc thê tử thì biết làm sao, an tâm đi, ta cũng rất lợi hại đó. Nói xong Nhan Mộ Nhi còn nhón chân lên hôn Côn ca một thoáng, nhưng Dạ Côn vẫn không yên lòng, Nhan Mộ Nhi liền ở bên cạnh dùng sức nói, cuối cùng nói đến mức Dạ Côn không có biện pháp, chỉ có thể chuẩn, bất hiếu đều kéo ra, còn có thể làm sao. Dạ Côn hỏi thê tử khi nào thì đi, Nhan Mộ Nhi biểu thị sáng sớm ngày mai liền đi, đi sớm về sớm, sau đó có thể phục thị phu quân. Nói đến mức Côn ca vui vẻ, thê tử hiểu chuyện, rất bớt lo. Một bên khác, Diệp Tử Tử dĩ nhiên muốn bẩm báo sự tình cho Lão Tôn Thượng. Lão Tôn Thượng, thuộc hạ tự mình thử qua, thần kiếm quả thật có thể so sánh với vũ khí truyền kỳ, thậm chí còn lợi hại hơn mấy phần. Diệp Tử Tử đã tự mình nếm thử uy lực của chính con rồng kia, căn bản chém không chết, chặt xong sẽ tự động mọc ra lại. Diệp Hoa nghe xong khẽ cau mày, đây không phải một tin tức tốt. Thực lực Dạ Côn như thế nào? Diệp Hoa tiếp tục hỏi, thâm bất khả trắc. Diệp Tử Tử dùng bốn chữ này tới khái quát toàn bộ, thực lực Dạ Côn xác thực như thế. Diệp Hoa đương nhiên tin tưởng Diệp Tử Tử, có thể được Diệp Tử Tử đánh giá như vậy, xem ra Dạ Côn cũng không phải người thường. Lão Tôn Thượng, hiện tại nên làm thế nào? Dạ Côn có thần kiếm nơi tay, cộng thêm thực lực, có thể uy hiếp được bất kỳ người nào trong chúng ta. Diệp Tử Tử nói chuyện cũng rất ngay thẳng, nếu như Dạ Côn không có thần kiếm còn tốt, thế nhưng có thần kiếm, liền có thực lực chống lại bọn họ. Diệp Hoa hơi trầm mặt, ngươi nghĩ biện pháp lưu lại bên cạnh hắn, thuộc hạ đã làm như vậy rồi. Lần này ngươi thông minh đấy. Nghe thấy Lão Tôn Thượng khen ngợi mình, trong lòng Diệp Tử Tử rất vui vẻ, đó là đương nhiên. Ngươi đã chuyển lời của ta chưa? Đã chuyển. Sau khi Dạ Côn nghe xong biểu lộ rất phong phú, Diệp Tử Tử cố nín cười. Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, nếu như đã chuyển lời, vậy cuộc đọ sức liền bắt đầu, thuộc hạ nên làm gì? Tạm thời không cần, nghe nói tên Dạ Côn này thích dùng đầu óc, vậy bản tôn liền cùng hắn chơi đùa, xem đầu óc của ai tốt hơn. Diệp Tử Tử tò mò hỏi Lão Tôn Thượng, vậy chuyện của Ali giải quyết thế nào? Không cần quản sao? Dạ Côn có thể ông mỹ nhân về hay không, liền xem tạo hóa của hắn, nhưng tiền đề là phải sống sót, thuộc hạ hiểu rõ. Cắt đứt truyền âm, Diệp Hoa gọi Ngụy Thường qua. Lão Tôn Thượng, Ngụy Thường chắp tay hô, trước tạm dừng việc đang làm, có một số việc cần ngươi đi làm. Diệp Hoa chậm rãi vỗ lan can long đầu, từ tốn nói, xin Lão Tôn Thượng phân phó, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành. Ngụy Thường quỳ một chân trên đất hô. Diệp Hoa đứng dậy, đi đến trước mặt Ngụy Thường, chậm rãi ngồi xuống, ở bên tai Ngụy Thường nói nhỏ vài câu. Ngụy Thường nghe xong ngẩn người, cung kính nói ra, Lão Tôn Thượng vẫn cao minh như thế, đi đi, đừng nịnh hót, nói với thê tử một chút, lần này thời gian hơi dài. Vâng. Nhìn Ngụy Thường rời đi, Diệp Hoa nhíu lông mày thật chặt, bản sự của thằng nhóc Dạ Côn này thật lớn, cũng không biết đụng phải kỳ ngộ gì, lúc này chỉ sợ Dạ Côn còn không biết, cha vợ đã bắt đầu đùa nghịch chơi tâm cơ. Nếu như Diệp Tử Tử thành công, như vậy đại cục đã định. Đáng tiếc Diệp Tử Tử thu tay lại, nói rõ thực lực Dạ Côn quả thật không thể coi thường, xem ra bản tôn đã coi thường Dạ Côn, hai đứa con gái bảo bối thật có mắt nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có bản tôn ra tay mới được, nhưng bản tôn là loại người tùy tiện xuất thủ kia sao? Đi đánh một đứa bé, truyền đi cũng là một chuyện cười, nếu chính diện không chiếm được tiện nghi, vậy chỉ có thể dùng những biện pháp khác, khiến bản tôn khó chịu, ngươi cũng phải khó chịu. Bất quá Côn ca cũng là loại nam nhân tâm cơ thâm hậu, ai thắng ai thua còn chưa biết được, ngươi khẳng định muốn lưu lại. Tuyệt Thiên chững chạc đàng hoàng hỏi Diệp Tử Tử, ánh mắt kia phản phất đang nói, ngươi điên rồi sao? Thế mà đứng bên phía Dạ Côn, tóc Diệp Tử Tử lần nữa cột thành song đuôi ngựa, điểm lấy mũi chân hững hờ nói ra, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Ngươi không sợ Lão Tôn Thượng trách phạt? Phạt thì phạt, dù sao vất vả lắm mới gặp một chuyện thú vị, sao ta có thể bỏ lỡ được, đúng không? Chuyện này có thể đùa được sao? Tuyệt Thiên xấu hổ, dù gì ta cũng đã quyết định, nói không chừng tiểu tử Dạ Côn này thật có thể thắng Lão Tôn Thượng, tranh thủ thời gian đứng đội, ta thấy Lão Tôn Thượng sắp không được rồi. Tuyệt Thiên, được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, ta thấy hai tên Nguyên Chẩn cùng Phong Điền kia còn thú vị hơn ngươi. Nói xong Diệp Tử Tử liền hoạt bát rời đi. Tuyệt Thiên nhìn bước chân Diệp Tử Tử liền biết, Diệp Tử Tử lại bắt đầu chơi, những năm này chỉ cần nhìn thấy Diệp Tử Tử, bộ dạng của nàng luôn mất hồn than thở, sống không bằng chết, nhưng nhìn hiện tại, nhảy nhót tưng bừng, giống như được hồi sinh vậy. Mà lúc này Dạ Côn đang chuẩn bị y phục chống lạnh cho thê tử, Diệp Ly cũng ở bên cạnh hỗ trợ, không phải chứ, không biết còn tưởng hai người các ngươi muốn bỏ ta sang một bên đây. Nhan Mộ Nhi nhìn xiêm y của mình bị lục tung cả ra, bộ dáng giống như muốn mình cuốn gói xéo khỏi nhà vậy. Chương 383, nữ nhân càng lớn càng nổi tiếng. Dạ Côn nghiêm túc nói ra, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy ngày nữa nhất định sẽ có mưa tuyết, mấy bộ y phục lông nhung này đều phải mang theo, không phải nàng muốn ở lại ít ngày sao, cũng chỉ 2-3 ngày mà thôi, mang 2 bộ theo là được rồi, nhiều quá ta mang không nổi. Cho nên mới nói, để Đông Tứ đi theo nàng còn có thể hỗ trợ mang đồ. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, đối với Mộ Nhi lần này đột nhiên muốn rời khỏi, Dạ Côn phản phất ý thức được chuyện gì, nhưng cũng không có đến hỏi, giữa phu thê cũng nên lưu cho đối phương một chút không gian riêng tư, cũng giống như mình chính là ngân sắc nam nhân, các nàng cũng không biết. Diệp Ly nhẹ gật đầu, Mộ Nhi muội muội, ta cảm thấy phu quân nói có lý, một mình ngươi ra ngoài, sợ gặp nguy hiểm không cần, không phải rất xa, ngồi phi thuyền 1 ngày liền đến. Dạ Côn tức giận chọc chọc trán Nhan Mộ Nhi. Nàng chỉ biết giảo biện, Nhan Mộ Nhi thè chiếc lưỡi thơm tho, rất là nghịch ngợm, ngủ đi, ngày mai Mộ Nhi còn phải dậy sớm đấy. Dạ Côn ngáp một cái, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, cùng Diệp Tử Tử đánh một trận, ngẫm lại vẫn cảm thấy rất kích thích, mặc dù Diệp Tử Tử cuối cùng dừng tay, nhưng đã có thể buông tay đánh một lần, Diệp Tử Tử quả thật rất mạnh, bị mình đánh một quyền vào lưng, thế mà không có chuyện gì, chỉ bị thần kiếm phá áo giáp, nếu như không có thần kiếm, chỉ sợ Diệp Tử Tử sẽ không đơn giản nhận sợ như vậy, mình cũng có rất nhiều chỗ thiếu hụt, xem ra phải chăm chú học tập hơn mới được, liền nghiên cứu đạo pháp đi, trên lực lượng đã không có gì thiếu hụt, chỉ cần cải thiện nhược điểm, không biết sau khi cha vợ biết chuyện của Diệp Tử Tử sẽ có phản ứng gì. Tiếp tục phái những người khác tới ư? Nếu như bên trong Thất Tông Tội đều có thực lực như Diệp Tử Tử, mình hẳn có thể ứng phó, thần kiếm có trợ giúp rất lớn, nhưng nếu như cha vợ không biết xấu hổ, lựa chọn 7 đánh 1 thì phải làm sao? Lúc đó mình sẽ gặp nguy hiểm, Dạ Côn đều không thể xác định, mình có thể đánh thắng 7 người được không? Nếu như cha vợ tự mình đến giáo huấn, hẳn là sẽ không, lần trước gặp cha vợ, cảm giác cha vợ là loại người ngạo kiều kia, không phải chỉ cưới vợ thôi à, làm sao lại cưới được nữ nhi của đại lão, vận khí của Côn ca ta vì sao cứ như vậy, hơi ngừng 1 ngày cũng được mà, cũng không biết Mộ Nhi đến cùng như thế nào, thân phận Diệp Ly xem như phá, chỉ còn lại Mộ Nhi, có nên để Đông Tứ lặng lẽ đi cùng không? Thôi được rồi, nếu như bị Mộ Nhi phát hiện, quan hệ vợ chồng sau này sẽ không tốt, chờ Mộ Nhi muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Phu quân, buổi sáng ngày mai một mình ta đi là được rồi, các ngươi không cần tiễn. Nhan Mộ Nhi trên cánh tay Dạ Côn, ôn nhu nói. Dạ Côn nhẹ vỗ về tóc hoa Nhan Mộ Nhi, nàng đó, chuẩn, cảm ơn phu quân, bẹp một ngụm, Nhan Mộ Nhi vui vẻ đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, thời điểm Dạ Côn mở mắt, Nhan Mộ Nhi đã không thấy đâu, đúng là một chút cảm giác cũng không có, xem ra mấy ngày kế tiếp, mình chỉ có thể ôm Ly Nhi ngủ, mà Diệp Ly cũng có thể đơn độc hưởng thụ phu quân ôm ấp, biểu thị Mộ Nhi đi thật đúng lúc. Ly Nhi hững, vi phu muốn nghiêm túc hỏi nàng một chuyện. Dạ Côn chững chạc đàng hoàng nói ra. Diệp Ly chậm rãi mở mắt, ỏn ẻn nói ra. Lại thế nào, rốt cuộc nàng đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Côn suy nghĩ lại một chút, lúc trước ngươi nói ngươi 16, ta tin, nhưng mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi nói ngươi chỉ mới 16, Côn ca ta không tin. Diệp Ly sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nịnh Côn ca một thoáng. Phu quân, sao ngươi lại thích hỏi tuổi nữ hài tử như vậy? Ta hỏi thê tử của ta, có vấn đề gì sao? Mau nói. Diệp Ly cũng biết không gạt được, khẽ cười nói, phu quân, ta nói với ngươi một đạo lý được, ta muốn nhìn xem nàng có thể nói ra đạo lý gì. Phu quân, nữ lớn hơn 3 ông gạch vàng, không sai chứ? Dạ Côn sửng sốt. Chỉ lớn hơn 3 tuổi? Không có khả năng, ta còn chưa nói xong đây. Diệp Ly hờn dỗi nói ra, nữ hơn 30 đưa Giang Sơn, đậu xanh. Thế mà lớn hơn ta 30 tuổi. Khó trách nói có thể đưa Giang Sơn, nhưng mà Diệp Ly tiếp tục nói, nữ hơn 300 đưa Tiên Đan, phốc, CMN, thế mà lớn hơn 300 tuổi. Còn nói mình mới 16, giả bộ nai tơ a, nữ hơn 3000 nhóm tiên bang. Dạ Côn biểu lộ là như vậy, nữ hơn 3 vạn, dương danh lập vạn. Đầu óc Dạ Côn đã không còn bình thường được nữa, Ly Nhi làm tổ tông của mình còn được đây. Nữ hơn 3 ức, khai thiên tích địa. Dạ Côn, Diệp Ly nhìn biểu lộ của phu quân, cũng yêu kiều cười liên tục không thôi, cho nên mới nói, nữ hài tử càng lớn, đó là càng nổi tiếng. Phu quân ngươi kiếm lợi lớn. Dạ Côn từ tốn nói, nữ lớn nam, cha vợ khó. Diệp Ly trợn trắng mắt. Phu quân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, chẳng qua là vất vả phu quân. Hay, này chỗ nào 1 kim tệ có thể mua được, đây quả thực là muốn mạng a. Dạ Côn biết ngay không có chuyện tốt như vậy, còn 1 kim tệ, mình bị mắc lừa rồi, không biết có thể trả hàng hay không, dù gì mình vẫn chưa đụng tới, hừ, dù gì ngươi cũng đã mua, không thể chống chế. Hai, 16 tuổi, ta làm sao ngây thơ như vậy? Dạ Côn bưng lấy cái trán, làm sao vậy, là làn da ta không đủ mượt, hay là nói chuyện không đủ ổn ẻn? Phu quân ngươi thế mà ghét bỏ ta không có ý này, chẳng qua lập tức khó mà tiếp nhận. Diệp Ly, ta phải rời giường ra ngoài hóng gió mới được. Hừ, đúng rồi, Lưu Nhi bao lớn? Nàng à, nàng nhỏ hơn ta 3 tuổi. Dạ Côn, Mộ Nhi à, hy vọng ngươi là thật. Một bên khác, Hồng Mụ cũng vội vàng chạy tới Thái Kinh, chuẩn bị ám sát Dạ Côn. Thế nhưng trước khi ám sát Dạ Côn, vẫn nên điều tra một chút mới được, như thế mới có thể không chút sơ hở nào. Là một tên sát thủ chuyên nghiệp, Hồng Mụ cũng rất có kinh nghiệm, mà đối với nhiệm vụ lần này, Hồng Mụ cũng có hơi thấp thỏm lo lắng, chủ yếu là sợ phụ mẫu Dạ Côn không may đụng phải, đoán chừng liền lành ở nơi đó. Kỳ thật có đụng hay không quan trọng là ngươi tuyệt đối có thể đụng phải 3 người trong Thất Tông Tội. Nhà của Côn ca chính là nơi đại thần tụ tập, ngẫm lại Tần ca, thật là quá đáng thương. Đại ca, Hôm nay dậy sớm như vậy? Dạ Tần thấy đại ca sáng sớm đã đứng trên hành lang, cũng rất hiếu kỳ. Dạ Côn nhẹ gật đầu, ngủ không được. Đại ca, so với ngươi, cha vợ ta căn bản không tính là gì. Đại ca vẫn ưu tú trước sau như một. Tiểu tử thúi, hiện tại lại dám tùy tiện trêu chọc đại ca, có tin ta cào ngươi hay không? Dạ Côn vui đùa nói ra, cũng chỉ có như thế mới có thể buông lỏng tâm tình. Chương 384, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đừng đại ca, các nàng đều sắp dậy rồi, thấy được không tốt. Dạ Tần lập tức bảo vệ lồng ngực, không để đại ca đạt được. Dạ Tần thấy thần thái đại ca có chút kỳ quái, tò mò hỏi đại ca, sao hôm nay cảm giác ngươi là lạ? Đệ, đại ca hỏi ngươi một chuyện. Đại ca cứ hỏi, ngươi có thể tiếp nhận thê tử lớn hơn bao nhiêu? Dạ Côn tò mò hỏi. Dạ Tần có chút nghi hoặc, tại sao đại ca lại hỏi vấn đề như vậy? Bất quá y vẫn nghiêm túc trả lời, giống nhị là được rồi. Vậy nếu như có loại lớn hơn 300 đưa tiên đan, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ách, hẳn là sẽ lễ phép cự tuyệt đi. Dạ Côn, phu quân, các ngươi đang nói chuyện gì thế? Chỉ thấy Diệp Ly cười mỉm đi tới. Dạ Côn lập tức cười nói, không có gì, chúng ta đang trò chuyện vấn đề tu luyện, đúng không đệ? Đúng, trò chuyện tu luyện. Đại ca ngươi tu luyện tới đâu rồi? Ách, đại ca cũng không biết. Diệp Ly hừ một tiếng, đi vào trong nhà bếp. Dạ Côn cùng Dạ Tần thở vào một hơi. Đại ca, có phải tẩu tẩu che giấu tuổi tác hay không? Kỳ thật căn bản cũng không phải là 16, mà là 18, lớn hơn đại ca 2 tuổi. Nếu như chỉ lớn hơn 2 tuổi, Côn ca ta còn có thể tiếp nhận, chỉ sợ là lớn 2 vạn tuổi. Ngươi thử nghĩ một chút, thê tử hơn 2 vạn tuổi, ở bên cạnh nũng nịu, cái loại cảm giác này có phải có thể khiến toàn thân rung lên, ngay cả đầu ngón chân cũng tê dại. Đồ ăn sáng vẫn như cũ. Ta, hôm nay Mộ Nhi tẩu tẩu đi đâu rồi? Tử Yên thấy Nhan Mộ Nhi không tại, tò mò hỏi. Dạ Côn khẽ cười nói, Mộ Nhi trở về thăm nhũ mẫu, qua mấy ngày liền trở lại. Côn ca, một mình Mộ Nhi tẩu tẩu ra ngoài, có thể gặp nguy hiểm hay không? Nguyên Chẩn lo lắng hỏi. Không có việc gì, Mộ Nhi tẩu tẩu các ngươi thông minh như vậy, sao có thể gặp nguy hiểm đây? Dạ Côn cảm thấy Mộ Nhi vẫn rất thần bí. Sau khi ăn xong, hai huynh đệ tiếp tục mặc áo giáp thanh đồng ra cửa, sự tình vẫn phải làm. Mà sau khi hai huynh đệ ra cửa, một tên mập lén lúc theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy râu ria, người này chính là Hồng Mụ, là một sát thủ chuyên nghiệp, ngụy trang cũng là một loại kỹ năng, tỉ như giả dạng làm một tên nam nhân mập mạp. Hai huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện trời đất, không có phát hiện Hồng Mụ ở sau lưng. Dù sao người trên đường nhiều như vậy, muôn hình muôn vẻ đều có. Rất nhanh, hai người liền tụ hợp với Quan Thanh, còn có Hồn Thí Thiên. Hồng Mụ cảm thấy ban ngày còn không phải thời điểm xuất thủ, xem ra chỉ có chờ đến tối mới được. Như vậy thì buổi tối hôm nay sẽ ra tay, cho dù phải dùng mọi cách cũng phải giết chết Dạ Côn. Một ngày này không có phát sinh đại sự gì, ít nhất trong phiên trực của Côn ca không có người chết đã là một kỳ tích. Lúc sắc trời ảm đạm, Dạ Côn cùng Dạ Tần liền trở về nhà. Đây đương nhiên là đề nghị của Dạ Côn, bởi vì ngày mai chính là sinh nhật của đệ đệ, cho nên Dạ Côn định cho đệ đệ một kinh hỉ. Đệ đệ, xới cho đại ca một chén cơm, nhiều một chút. Trong lúc ăn tối, Dạ Côn đột nhiên hướng phía Dạ Tần hô. Dạ Tần hơi sững sờ, trước kia cũng không thấy đại ca bảo mình xới cơm, cũng không có hỏi cái gì. Dạ Tần tiếp nhận bát liền đi vào nhà bếp, trông thấy đệ đệ rời đi, Dạ Côn lén lén lút nói ra, các vị, qua giờ tí buổi tối hôm nay chính là sinh nhật của đệ đệ. Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị đương nhiên biết, bất quá tò mò đại ca muốn làm gì. Côn ca, có phải muốn cho Tần ca một bất ngờ lớn không? Phong Điền tò mò hỏi, đã ngửi được một cổ mùi vị khác thường. Dạ Côn nhẹ gật đầu nói ra, không sai, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt, bố trí đại sảnh một chút. Dạ Côn cũng muốn giúp đệ đệ cao hứng, dù sao gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, cũng may cơ sở tình cảm hai huynh đệ tốt, nếu như không tốt, huynh đệ liền sẽ bất hòa. Lúc đầu mình nói muốn giúp đệ đệ dương danh, nhưng cuối cùng biến thành mình dương danh, đệ đệ đáng thương, chỉ có thể biến tướng giúp đệ đệ vui vẻ. Lúc này, Diệp Ly cho ra đề nghị, Dạ Côn cảm thấy loại phương pháp này không tệ, có thể áp dụng. Diệp Tử Tử cũng cảm thấy thú vị, kỳ thật hai huynh đệ này còn rất biết chơi. Tuyệt Thiên biểu thị nhàm chán, đánh chết Tuyệt Thiên ta cũng sẽ không tham gia, làm một phần tử của Dạ gia, vậy liền phải tham dự, ngay cả Phi Tuyết quét rác cũng không ngoại lệ. Ăn cơm xong, mọi người liền trở về phòng. Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị nhận nhiệm vụ ngăn chặn Dạ Tần, mà những người khác vùng trộm bố trí đại sảnh. Dạ Côn cảm giác đệ đệ thấy cảnh này, khẳng định sẽ khóc ròng ròng, ông mình gào khóc lớn, sau đó liền nói, đại ca, ta rất cảm động, chúng ta là hảo huynh đệ, chính là loại cả đời kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Côn đều bắt đầu cười ngây ngô. Nhìn Côn ca lại phát bệnh, Nguyên Chẩn thấp giọng nói ra. Diệp Tử Tử ở bên cạnh hỗ trợ treo đồ vật, nhìn Dạ Côn cười ngây ngô, khẽ thở dài một tiếng, xem ra bệnh không nhẹ. Hừ. Tuyệt Thiên hừ một tiếng, lúc nữa nhất định không tới. Liệt Cốt cũng rất phấn khởi, ở trong Vô Hư Đế quốc đã lâu, sau khi đến đây liền cảm giác được mọi thứ đều mới mẻ, tự như tân sinh. Diệp Ly cùng Diệp Lưu đứng ở bên cạnh chỉ huy. Đông Tứ, y phục đã chuẩn bị xong chưa? Dạ Côn hướng phía Đông Tứ hỏi. Đều đã chuẩn bị xong. Dạ Côn rất hài lòng, hiệu suất làm việc của Đông Tứ vẫn rất cao. Phu quân, hầu như đều đã làm xong. Diệp Ly nhìn đại sảnh, trong lòng rất hài lòng, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh treo đầy sao băng, đây là một loại đồ vật lập lòe phát sáng, chỉ cần rót đạo lực vào liền có thể phát sáng, giá cả sao băng cũng không rẻ, cộng thêm còn phải rót đạo lực vào mới có thể phát sáng, rất ít người dùng, cũng chỉ có ngày lễ sử dụng. Mà sao băng trong đại sảnh hợp thành 6 chữ to, Dạ Tần sinh nhật vui vẻ, ở trên xà nhà cũng có treo, đúng là đẹp ngay người. Nương tử, không tệ, có ánh mắt. Dạ Côn không thể không khen ngợi thê tử. Hừ. Diệp Ly yêu kiều hừ một tiếng, xem ra còn đang tức giận. Dạ Côn cười cười, hôm nay thê tử thật giận rồi, bất quá vẫn có một việc muốn hỏi thê tử. A Ly, ta có chuyện không biết có nên hỏi hay không? Không hỏi thì tốt hơn, miễn lại chọc tức ta. Diệp Ly vẫn cái miệng nhỏ nhắn lên, rất không vui, tuổi hơi lớn thì có làm sao, dáng người cũng không xuống cấp mà. Dạ Côn tò mò hỏi, nương tử, bộ dáng này của nàng là biến ra ư? Dạ Côn, Diệp Ly hai tay chống nạnh, mọi người nhìn lại. Dạ Côn hắc hắc hai tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ đùa giỡn với thê tử một chút. Diệp Ly thở phì phì quay đầu đi chỗ khác, vừa rồi kém chút bị tức chết. Bên ngoài Dạ gia, Hàng Phong gào thét, một thân ảnh mập mạp bay vèo vèo trên nóc nhà, y phục Dạ Hành kéo căng, vì không để cho y phục Dạ Hành rách, bước chân Hồng Mụ đều rất cẩn thận, sợ tê một tiếng, rách. Nhìn Dạ phủ cách đó không xa, Hồng Mụ nhe răng cười, Dạ Côn, tối hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chương 385, đại ca, con hát từ đâu tới? Bất quá Hồng Mụ cũng không có lập tức xuất kích, mà là đang chờ đến giờ tí. Thân là một tên sát thủ chuyên nghiệp, giờ tí là lúc người ta mệt mỏi nhất, lúc này tỷ lệ đánh lén thành công tăng đến 5 phần. Nghe tiếng hô của người gõ canh, Hồng Mụ ở bên ngoài cống đến rung lẩy bẩy, biết thế không đến sớm như vậy. Ban đầu y phục Dạ Hành khá nhỏ, bên trong cũng không có mặc thêm y phục chống lạnh. Hắc xì. Hồng Mụ trốn ở trong hẻm nhỏ hắt hơi, lập tức chà hai tay, vận chuyển đạo lực trong cơ thể mới dễ chịu hơn. Mà ở trong Dạ gia, mọi người cũng đang chờ giờ tí đến, hơn nữa toàn bộ mặc đại hồng bào chúc mừng, làm giống như thành hôn vậy. Nhất là Diệp Lưu, cứ cảm thấy mình sắp lập gia đình rồi vậy, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng. Thấy sắp đến giờ tí, Dạ Côn dẫn mọi người vào trong đại sảnh. Tuyệt Thiên, lúc nữa đừng quên rót đạo lực vào. Dạ Côn vẫn đến nhắc nhở Tuyệt Thiên một chút. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, ta biết rồi, cũng không biết đợi chút nữa Tần ca sẽ có biểu lộ thế nào. Nguyên Chẩn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn biểu lộ của Tần ca. Phong Điền khẽ cười nói, ta cảm thấy Tần ca sẽ khóc nhẹ. Liệt Cốt thở dài một tiếng, ai, ta lại không có phúc khí như vậy. Diệp Ly cũng rất tò mò, nếu như là sinh nhật của mình, phu quân sẽ an bài tỉ mỉ như vậy sao? Không đúng, phu quân còn chưa từng hỏi qua, thật giận a, căn bản không yêu ta. Hừ. Lúc này Trưởng Tôn Nhị cùng Tử Yên lén lút chạy tới. Đệ muội, đã chuẩn bị tốt chưa? Dạ Côn tò mò hỏi. Đều đã chuẩn bị tốt rồi, Trưởng Tôn Nhị lén lút nói ra. Diệp Ly đưa y phục cho nhị nữ, đi vào hậu đường đổi y phục đi. Lúc này Dạ Tần nằm ở trên giường, vừa mới mơ mơ màng màng ngủ, thê tử lại nói đại ca ở trong đại sảnh chờ mình. Đến cùng nói là đại ca đang chờ mình, hay là nói tẩu tẩu đang chờ mình, không có nghe rõ a. Nửa đêm canh ba, nếu như tẩu tẩu đang chờ mình, trời ạ, đây không phải sẽ khiến đại ca hiểu lầm sao? Được rồi, vẫn là chớ đi. Bất quá hai người bọn họ canh ba rời phòng làm gì? Theo âm thanh gõ mỏ cầm canh truyền đến, giờ tí đã đến. Tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên, chờ lúc nữa chỉ cần sao băng sáng lên, liền có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đệ đệ. Nhưng mà Hồng Mụ trốn ở trong ngõ nhỏ, cũng nghe thấy âm thanh gõ mỏ, giờ tí đã đến, để mạng lại đi. Dạ Côn, chỉ thấy Hồng Mụ cao cao nhảy lên, mặc dù béo, nhưng lại rất linh hoạt, cho nên tổng kết ra một câu, Hồng Mụ là một tên mập mạp linh hoạt. Hồng Mụ nhảy lên thật cao, nhìn thấy Dạ phủ đen như mực, trực tiếp ầm ầm hạ xuống, đứng ở trước đại sảnh. Hắc, đám ngớ ngẩn, đoán chừng đều đang ngủ đi, một chút cảnh giác đều không có. Có đối thủ như vậy, đối với mình cũng là một loại vũ nhục. Tuyệt Thiên nhìn thấy bóng người, tay phải nắm lấy một vật thể bất minh, bất đắc dĩ quán thâu đạo lực, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh đen kịt trong nháy bừng sáng, sáng đến mức chói mù con mắt. Hồng Mụ, kinh hỉ hay không, bất ngờ không, bắn hắn. Dạ Côn lớn tiếng cười nói, sau đó giơ ống tròn trong tay lên, dùng sức đẩy, một cổ chất lỏng màu trắng không rõ bắn về phía Hồng Mụ. Nhìn một chút, Liệt Cốt hung tàn nhất, ống tròn trong tay lớn gấp đôi người khác, chất lỏng màu trắng bắn ra đều rất to rất đậm, cái chủng loại kia. Chỉ thấy Hồng Mụ lập tức biến thành mập mạp màu trắng, cả người ngốc ngay tại chỗ. Hồng Mụ lập tức liền đẩy ngã ý nghĩ trước đó, hành tung của mình thế mà bị phát hiện. Dạ Côn đã sớm bố trí bẫy rập mai phục, bất cẩn rồi, quá xem thường tiểu tặc Dạ Côn rồi. Trước đó ở Hoa Lâu vừa nhìn liền biết hắn không phải người tốt, thế mà uống hoa tử bá vương, đám chất lỏng màu trắng này nhất định là độc. Chủ quan, quá bất cẩn. Ngừng. Dạ Côn tranh thủ thời gian hô, mọi người quá hưng phấn, rất lâu không có chơi như vậy, cũng may Dạ Tần thông minh, biết không đến, nếu như đến, nhất định sẽ rất thảm a. Để sao lại mập như vậy? Dạ Côn nhìn mọi người tò mò hỏi. Nguyên Chẩn nhỏ giọng nói ra, đúng vậy đó Côn ca, hình thể Tần ca không có khoa trương như vậy, vừa rồi ta loáng thoáng nhìn thấy, là một người mập mạp mặc y phục Dạ Hành. Phong Điền nói nhỏ, chẳng lẽ là thích khách? Trưởng Tôn Nhị trầm giọng nói ra. Diệp Tử Tử thả ống tròn trong tay ra, thì thào nói, không có tên thích khách nào ngu như vậy đi. Hồng Mụ bị tức đến run lẩy bẩy, lại đẩy ngã ý nghĩ trước đó, nguyên lai bọn hắn căn bản không biết, mình đánh bậy đánh bạ đùng phải. Lau mắt, nhìn 6 chữ lớn kia, hôm nay lại là sinh nhật của Dạ Tần. Mọi người thấy mập mạp trong đống chất lỏng mày trắng lộ ra một đôi mắt, không biết vì sao, nhìn rất buồn cười. Nhưng mà lúc này Dạ Tần đột nhiên đi tới, thật ra là không yên lòng thê tử, canh ba nửa đêm, mọi người nhìn về phía Dạ Tần, cuối cùng có thể khẳng định, làm nhầm người, thật xấu hổ, quá không lễ phép với vị thích khách này rồi. Mà Dạ Tần thấy 6 chữ to kia, rốt cuộc biết thê tử đang chơi trò gì, đây nhất định là chủ ý của đại ca, thật cảm động. Bất quá mập mạp màu trắng bên cạnh là thế nào, chẳng lẽ là con hát đại ca mời đến trợ hứng? Nhìn rất khôi hài nha, đại ca, các ngươi, ta thật là, tâm tình Dạ Tần lúc này không CP cách nào so sánh, hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt. Dạ Tần tiếp tục nói, đại ca thật dụng tâm, thế mà mời con hát tới trợ hứng, quá phí kim tệ. Mọi người, đệ, ngươi đang vũ nhục một tên sát thủ chuyên nghiệp, ngẫm lại sát thủ lúc này, trong lòng khẳng định rất khó chịu đi. Hồng Mụ giận đến mức bộ ngực lên xuống chập trùng, tên Dạ Tần này thế mà xem mình là con hát. Hồng Mụ, ta là con hát các ngươi có thể mời đến sao? Chỉ thấy Dạ Tần đi đến trước mặt Dạ Côn, ông chặt lấy Dạ Côn, đại ca, cảm ơn ngươi, mặc dù không biết tình huống thế nào, nhưng mục đích vẫn đạt được. Dạ Côn vỗ vỗ bả vai Dạ Tần. Thế nào, đại ca an bài như thế nào? Quá vui, cảm ơn mọi người. Dạ Tần hướng phía mọi người chắp tay, cuối cùng còn hướng lấy Hồng Mụ chắp tay, đã trễ như vậy còn tới trợ hứng, khổ cực. Hồng Mụ, ngươi lại dám xem Hồng Mụ ta là con hát. Chỉ thấy Hồng Mụ trầm giọng vừa quát, chất lỏng màu trắng trên người lập tức chấn khai, lộ ra dạ phục màu đen, có lẽ vừa rồi lúc gầm thét động tác dưới hông hơi lớn, cho nên tê một tiếng đã vỡ ra, ha 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 ha, mọi người nhất thời phá lên cười. Dạ Tần vịn bả vai đại ca. Đại ca, con hát tìm từ chỗ nào, sắp cười chết ta rồi. Dạ Côn đã cười đến thở không ra hơi, ta cũng không biết con hát từ đâu tới, buồn cười là được rồi, ha 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 ha. Hồng Mụ khó có thể tin nhìn mấy người trước mắt, bọn hắn thế mà đang cười nhạo Hồng Mụ ta. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Chương 386, ta là diễn viên hài chuyên nghiệp. Hiện tại cứ cười đi, chờ lúc nữa sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tử vong. Trong lúc Hồng Mụ muốn động thủ, một cổ uy áp kinh khủng trấn trụ Hồng Mụ lại, cổ uy áp này đương nhiên đến từ Đông Tứ. Hồng Mụ lập tức sầm mặt lại, chuyện này sao có thể, là ai? Là ai đang tạo uy áp với mình? Tại sao cổ uy áp này lại mạnh như vậy? Mình chính là kiếm đế, người này rõ ràng đã siêu việt kiếm đế. Không thể nào. Chuyện này không có khả năng. Dạ Côn có người kinh khủng như vậy tương trợ, tại sao lại không có chút tình báo bao? Lúc này Hồng Mụ rất không bình tĩnh, cả người bị áp chế lại, mà cổ uy áp này lại dần dần biến mất, phản phất đang cảnh cáo bà ta. Hồng Mụ biết nhiệm vụ hôm nay không có hy vọng, có người như thế ở bên cạnh che chở bọn họ, mình căn bản không làm gì được. Nếu như không có cao thủ kia ở đây, nhất định có thể giết sạch bọn họ. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui, sau đó truyền tin tức này ra ngoài, tình báo về Dạ Côn phải thiết lập lại toàn bộ, lập ra kế hoạch mới đối phó hắn. Đột nhiên, ngữ khí Hồng Mụ chuyển biến. Có thể làm mọi người cười, đây là vinh hạnh của ta. Hồng Mụ nhìn thấy Dạ Côn nghi ngờ, vội vàng giải thích nói, lần này bản điểm đẩy ra màn kịch ám sát, được rất nhiều khen ngợi. Wow, không ngờ Thái Kinh còn có chuyện như thế, thật khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Nguyên Chẩn cảm thán, ở Thái Kinh nếu như có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đại ca, này rất đắt đi. Dạ Tần rất đau lòng, nguyên bản trong nhà đã thiếu tiền, người còn càng ngày càng nhiều, cảm giác sắp phải đói. Hồng Mụ nói thẳng. Miễn phí, đây là bản điểm muốn thử nghiệm xem hiệu quả có tốt hay không. Sự thật chứng minh, màn kịch này vẫn rất thành công. Phu quân, đây là do ngươi an bài sao? Diệp Ly kém chút đã tin. Dạ Côn lắc đầu, ta còn tưởng rằng là nàng an bài. Ta không có an bài. Hồng Mụ nghe xong không thể bình tĩnh, lập tức nói ra, đây cũng là dụng ý đặc thù của bổn điếm, miễn phí tặng cho ngươi, có sinh nhật vào hôm nay, cho kinh hỉ nha. Diệp Lưu từ tốn nói, lấy mặt nạ xuống, chuyện này không được, đây là quy củ trong tiệm chúng ta. Hồng Mụ cũng không quản được chuyện khác, chỉ cần có thể chạy, quản chuyện có logic hay không làm gì. Vừa mới nói xong, Hồng Mụ liền cảm giác uy áp lại tới, những người này đang trêu đùa mình. Đáng chết, dần dần uy áp lại biến mất, Hồng Mụ có chút thở dốc, nhưng vẫn đưa tay gỡ mặt nạ màu đen xuống. Dạ Côn cùng Dạ Tần kinh hô một tiếng. Hồng Mụ, hai người làm sao có thể quên Hồng Mụ, dù sao lần đầu tiên đi Hoa Lâu, lần đầu tiên gặp tú bà, ấn tượng vô cùng khắc sâu, thật là trùng hợp, đều là người quen. Hồng Mụ gạt ra nụ cười, bất đắc dĩ nói ra. Dạ Côn hơi khẽ cau mày, Hồng Mụ, ngươi đến đây làm gì? Ta đến đây để bái phỏng các ngươi, dù sao cũng là đồng hương, nôn nóng muốn gặp mặt. Bái phỏng đều đến vào giờ tí sao? Dạ Tần âm u hỏi, cảm giác Hồng Mụ có vấn đề. Hồng Mụ cười khẽ một tiếng, kỳ thật đây là tập tục quê hương ta, đây là một loại lễ phép. Hừ, ngươi lừa gạt ai đấy? Tuyệt Thiên lạnh giọng nói ra. Hồng Mụ cũng không nghĩ nhiều, dùng toàn lực tăng tốc, quay người chạy đi, nhưng còn chưa bay được một trượng, cả người Hồng Mụ liền bị đè xuống, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Dạ Côn thở dài, vỗ vỗ bả vai đệ đệ, đúng là mất hứng. Không sao cả. Dạ Tần cười cười, không để ở trong lòng, biết tâm ý đại ca là được rồi. Xem ra có vài người muốn giết ta, ta phải hỏi Hồng Mụ một chút mới được. Dạ Côn trầm giọng nói ra, hôm nay Hồng Mụ đến, giúp cho Dạ Côn có đầu mối, manh mối này Dạ Côn không thể vứt bỏ, vất vả lắm mới biết. Nhưng Dạ Côn cũng không nghĩ tới, người này lại chính là tú bà Hoa Lâu, ẩn giấu quá sâu. Sinh nhật đệ đệ, lễ vật thế mà đưa đến chỗ của mình. Dạ Côn giơ tay lên, mọi người tách ra ngồi ở bên cạnh. Dạ Côn ngồi ở vị trí giữa, Diệp Ly cùng Diệp Lưu đứng ở sau lưng Dạ Côn dẫn tới. Dạ Côn trầm giọng nói ra, Đông Tứ kéo Hồng Mụ tới, thậm chí cầm cố Hồng Mụ lại, không để cho Hồng Mụ tự sát. Liệt Cốt cùng Diệp Tử Tử nhìn Dạ Côn, đột nhiên phát hiện lúc Dạ Côn nghiêm túc, vẻ mặt có mấy phần giống Lão Tôn Thượng, mà Diệp Ly ngược lại không thích Dạ Côn nghiêm túc, nàng vẫn thích Dạ Côn cười đùa không nghiêm túc hơn, đây mới là người nàng thích. Tập tục của các ngươi thật đặc biệt, chúng ta cũng đừng nhiều lời, tại sao lại đến nhà ta ám sát? Phía sau ngươi còn những người nào? Dạ Côn nhàn nhạt hỏi, không ngờ sau khi mình hạ bệ Đồng Văn Sơn, lập tức liền bị trả thù, xem ra Hồng Mụ và Đồng Văn Sơn hẳn là cùng một bọn. Hồng Mụ dĩ nhiên sẽ không nói, nhìn về phía Tử Yên, cầu khẩn nói ra, Tử Yên, mau cứu ta. Tử Yên sững sờ, tại sao ta phải cứu ngươi? Tử Yên, ngươi muốn vong ân phụ nghĩa sao? Ngươi không sợ ta báo ngươi ra sao? Lời của Hồng Mụ khiến mọi người hơi kinh ngạc. Tử Yên là người của Hồng Mụ, Dạ Côn cảm thấy Hoa Lâu là sân nhà của Hồng Mụ, Tử Yên cũng có thể là thủ hạ của Hồng Mụ. Nếu thật là nhằm vào, Hồng Mụ quả thật có thể xếp Tử Yên vào nhà mình, giám sát hành động của Dạ gia. Nhưng bây giờ lại có một vấn đề, Hồng Mụ nói như vậy, không phải sẽ khiến Tử Yên bị bại lộ sao? Theo Dạ Côn thấy, đám người này rất nghiêm cẩn, cẩn thận trù hoạch nhiều năm như vậy, có thể không bại lộ, tuyệt đối sẽ không bại lộ, mà Hồng Mụ rõ ràng có ý giá họa. Tử Yên nghe Hồng Mụ nói thế cũng rất kích động, đột nhiên đứng dậy. Tại sao ngươi lại vu oan cho ta? Là bởi vì ta không kiếm tiền cho ngươi sao? Tử Yên, Hồng Mụ đã thê thảm như vậy, ngươi liền giúp Hồng Mụ một chút. Đại ca, bà ấy đang vu hãm ta. Tử Yên hướng phía Dạ Côn nghiêm túc nói. Dạ Côn ra hiệu Tử Yên ngồi xuống trước. Tử Yên rất là tức giận, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Hồng Mụ, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, vẫn có thể sống. Dạ Côn nghiêm cẩn nói ra. Hồng Mụ lập tức gật đầu, cầu khẩn nói. Được, ta khai. Tử Yên chính là mật thám ta phái đến nhà các ngươi. Dạ Côn than nhẹ một tiếng, rất bất đắc dĩ. Ngươi đây cũng quá rõ ràng đi. Dạ Tần lạnh giọng nói ra. Ngươi đừng vũ nhục nữ nhân của ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phu quân, Tử Yên điềm đạm đáng yêu hô. Dạ Tần hơi kéo Tử Yên, an ủi nàng, người này quá xấu rồi, tùy tiện oan uổng người. Ngoài trừ Tử Yên, còn có ai? Dạ Côn lạnh giọng hỏi, thật tưởng rằng ta là tiểu hài tử à? Không có, thật không còn. Dạ Côn bỗng nhiên nói ra. Đệ đệ, dẫn đệ muội về phòng nghỉ ngơi trước đi, còn có Nguyên Chẩn và Phong Điền, các ngươi cũng đi nghỉ trước đi. Chương 387, Côn ca xưa nay không gạt người. Mặc dù không biết đại ca muốn làm gì, nhưng mấy người vẫn đứng dậy trở về phòng. Chờ sau khi đám người đệ đệ rời đi, Dạ Côn cảm thấy đã có buông tay làm, mà Hồng Mụ nhìn thấy Dạ Côn như thế, trong lòng có chút trầm, không biết Dạ Côn muốn làm gì. Hồng Mụ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra, liền miễn khó chịu, bằng không thì. Dạ Côn phát ra thông điệp cuối cùng. Không có. Dạ Côn bất đắc dĩ. Đồng Văn Sơn hẳn là người của ngươi đi. Hồng Mụ không nói, Đồng Văn Sơn vừa mới uy hiếp ở ta xong, ngươi liền đến. Ai? Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về Diệp Tử Tử nói ra, giúp một chút. Diệp Tử Tử hiểu ý, ngọt ngào cười nói, rất tình nguyện cống hiến sức lực. Kỳ thật Dạ Côn đuổi đệ đi, chính là muốn cho Diệp Tử Tử dùng ra một chiêu kia. Trước đó tại tử quán, nhìn thấy tóc của Diệp Tử Tử, nói thật, bản thân Dạ Côn cũng cảm thấy hơi sợ. Hồng Mụ có chút nghi hoặc, bọn hắn muốn làm gì? Cho dù các ngươi cầm đao gác ở trên cổ Hồng Mụ ta cũng sẽ không nói bất kỳ một chữ nào. Muốn Hồng Mụ ta cầu xin tha thứ, đó là chuyện không có khả năng. Trong lúc tâm trí Hồng Mụ kiên định, chỉ thấy sợi tóc của Diệp Tử Tử đột nhiên bay lên, tối thiểu có hơn trăm sợi. Hồng Mụ cười lạnh một tiếng, thứ này căn bản không tính là gì, muốn dùng tóc dọa người, đều là trò dọa tiểu hài tử. Trong lúc Hồng Mụ tưởng đây là sợi tóc bình thường, hình ảnh trước mắt lại thay đổi, bởi vì khi sợi tóc tới gần, Hồng Mụ nhìn thấy mấy sợi tóc kia thế mà há miệng, trong miệng mọc đầy răng nanh. Hồng Mụ lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt lập tức biến dạng, hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Đây còn là người sao? Rõ ràng là một tiểu nữ hài đáng yêu, sao tóc lại như vậy? Dạ Côn nhìn biểu lộ Hồng Mụ thay đổi, cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hồng Mụ, nói hay không? Không nói. Mặc dù Hồng Mụ sợ hãi, nhưng vẫn kiên định, tuy nhiên ngữ khí rõ ràng đã có chút run rẩy. Dạ Côn lần nữa thở dài, Diệp Tử Tử, đừng giết chết, được, không thành vấn đề. Hồng Mụ lập tức nhìn thấy mấy sợi tóc há miệng ra, giữa đám răng nanh thậm chí còn có dịch nhờn, khiến toàn thân Hồng Mụ tê dại. Dạ Côn rõ ràng không có ý định trực tiếp giết chết, muốn tra tấn mình, nhìn trăm cái miệng nhỏ nhắn đột kích. Hồng Mụ không thể bình tĩnh được nữa, chờ một chút. Dạ Côn giương tay lên, Diệp Tử Tử nhẫn nhịn ngẹn miệng, còn tưởng rằng có thể hút đây, dù sao nữ nhân béo trước mắt vẫn là rất hấp dẫn người. Nói đi. Hồng Mụ trầm giọng nói ra, có thể kéo đi hay không? Nhìn rất buồn nôn. Quả thật những vật này không chỉ buồn nôn, mà còn khiến người ta sợ hãi, người cường đại cỡ nào cũng không chịu được mấy trăm cái miệng nhỏ cùng há ra như thế. Dạ Côn nhẹ gật đầu. Diệp Ly đứng ở bên cạnh nhìn Dạ Côn một chút, loại cảm giác này tự như có chút bóng dáng của phụ thân. Theo Diệp Tử Tử thu hồi sợi tóc, Hồng Mụ hơi nhẹ nhàng thở ra, ta nói, ngươi có thể thả ta không? Đương nhiên, thật chứ, Dạ Côn ta xưa nay không gạt người. Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên nghe thấy câu này, đột nhiên nghĩ tới Lão Tôn Thượng, đây chính là câu Lão Tôn Thượng thường nói, chính là loại gạt người chết không đền mạng kia. Cũng không biết Dạ Côn có phải cũng như vậy không, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Dạ Côn, hẳn là thật. Hồng Mụ hơi thư giãn, trầm giọng nói ra, không sai, Đồng Văn Sơn là người của ta. Dạ Côn trầm giọng nói ra, hiện tại ta không muốn biết chuyện của Đồng Văn Sơn, ta muốn biết những người khác. Châu trưởng An Khang, Châu Ba Đài cũng là người của ta, chẳng qua hiện tại đã chạy. Còn có ai? Ta thật không biết, bọn họ không thuộc ta quản. Hồng Mụ nhẹ nói ra, kỳ thật vẫn còn che giấu. Dạ Côn hỏi lần nữa, cấp trên của ngươi là ai? Cấp trên của ta là một người tên Dạ Ma, rất thần bí, là thuộc hạ của chủ nhân. Chủ nhân của ngươi tên gì? Hồng Mụ lắc đầu, không biết, chủ nhân chưa từng hiện thân, tất cả tin tức đều do Dạ Ma truyền đến cho ta. Mục đích của các ngươi là gì? An bài người tiến vào hoàng thất, chờ đợi mệnh lệnh lần sau. Hồng Mụ âm u nói ra, vẫn có mấy phần giữ lại. Dạ Côn hơi hí mắt, còn có gì muốn bổ sung không? Không có, thật không có, ta đã nói hết mọi chuyện cho ngươi biết. Hồng Mụ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, phát hiện Dạ Côn lúc này cùng Dạ Côn mấy tháng trước tự như hai người. Lúc đó Dạ Côn tự hồ còn rất ngây ngô, thế nhưng lúc này mới bao lâu, liền ma luyện một người trẻ tuổi ngây ngô thành dạng này. Ở trong cái thùng nhùm Thái Kinh, cho dù là người ngây ngô cũng sẽ bị ma luyện trưởng thành. Ta cảm thấy còn không có nói thật. Diệp Lưu từ tốn nói. Diệp Tử Tử rất đồng ý, ta cảm thấy nên hút một chút, bà ta liền nói thật. Kỳ thật Dạ Côn cũng biết Hồng Mụ có điều giấu giếm, nhưng trình độ ẩn giấu hẳn không phải rất lớn. Hồng Mụ cũng chỉ là giúp người khác làm việc, mà thực lực phía bên mình khẳng định không thể để lộ ra, cho nên Dạ Côn đứng dậy nói ra, hút đi. Dạ Côn, ngươi gạt ta. Hồng Mụ lập tức kích động lên, ngươi là một hài tử thành thật như thế, thế mà lại gạt người. Dạ Côn nắm lấy tay nhỏ của Diệp Ly cùng Diệp Lưu, không nói gì, quay người liền rời đi. Khóe miệng Tuyệt Thiên cùng Liệt Cốt giật một cái, điểm này thật đúng là giống Lão Tôn Thượng, biết gạt người. Diệp Tử Tử nhe răng cười, sợi tóc lần nữa phiêu động, lần này cũng không có chút do dự nào, chui vào trong da Hồng Mụ. Dạ Côn, lão nương nguyền rủa ngươi đời này không có tóc. Dạ Côn đương nhiên nghe thấy, thật không thể nào hiểu nổi, vì sao các ngươi lại không nguyền rủa ta chết, lại nguyền rủa ta không có tóc, chỉ là hình như nguyền rủa của các ngươi thật có tác dụng, tóc của mình một cọng đều không mọc ra được. Âm thanh của Hồng Mụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại bộ da rơi trên mặt đất. Diệp Tử Tử chép miệng, không tệ, mùi vị kia vẫn rất tốt, chỉ là hơi ngán một chút. Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên lắc đầu, quay người rời đi. Đồng Tứ nhìn những người này một chút, mang theo cảnh giác, nếu như đánh lên, hẳn là có thể chia 5 năm. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Phi Tuyết nhìn túi da của Hồng Mụ. Đối với chuyện vừa mới phát sinh, Phi Tuyết đều không thể tin được, biết ngay những người này, không, bọn họ đều không phải là người, giống như mình thấy lúc trước. Chẳng lẽ là từ chỗ kia chạy đến? Không thể nào. Thế nhưng Dạ Côn kéo thê vào phòng, ngáp một cái. Mệt rồi, ngủ thôi, phu quân, tại sao cũng kéo Lưu Nhi tới? Diệp Ly nhỏ giọng nói ra. Dạ Côn giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Diệp Lưu đang thẹn thùng, vừa rồi không có nghĩ nhiều như vậy, tưởng rằng Mộ Nhi, Lưu Nhi, thật ngại quá, không sao, dù gì cũng chưa xuất giá, sao có thể ngủ ở cùng một chỗ được, Côn ca là nam nhân có nguyên tắc, cho tới bây giờ đều sẽ không gạt người. Chương 388, sư phụ Nhan Mộ Nhi. Nhìn Diệp Lưu ngượng ngùng, Dạ Côn cũng có chút động tâm, Diệp Lưu quả thật rất giống Ly Nhi, đáng tiếc còn chưa xuất giá, còn chưa thể ôm đi ngủ, đáng tiếc, Côn ca vẫn rất thành thật, ít nhất còn biết bảo vệ tốt chính mình, nhưng Côn ca có lẽ không nghĩ tới, mình đã bị điếm ô, nếu như biết, nhất định sẽ hô to thê tử xảo quyệt. Lưu Nhi, chúng ta còn chưa thành hôn, không thể ngủ cùng một chỗ được. Dạ Côn chững chạc đàng hoàng nói ra, nhưng bây giờ, chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy biểu lộ thẹn thùng của Diệp Lưu liền biết, nhất định sẽ không cự tuyệt, cơ hội tốt như vậy lại không cần. Diệp Lưu nghe Dạ Côn nói thế cũng sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía tỷ tỷ, Diệp Ly cũng rất bất đắc dĩ, phu quân quá thành thật, nhưng mà nói như thế liền giận, rõ ràng là ngươi lôi kéo tới, hiện tại còn nói như vậy. Dạ Côn thấy Diệp Lưu không có phản ứng, cẩn thận nói ra, Lưu Nhi, tháng ngày của chúng ta còn dài, cũng không cần gấp gáp nhất thời, có đúng không? Lời nói này giống như Diệp Lưu rất gấp vậy. Hừ. Diệp Lưu yêu kiều hừ một tiếng, quay người liền rời đi. Nhìn Diệp Lưu thế mà sinh khí rời đi, Dạ Côn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Ly. Ly Nhi, sao mùi mùi nàng lại giận rồi, thế này còn không sinh khí, vậy không phải là nữ nhân? Diệp Ly lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, bất quá nhân phẩm phu quân vẫn rất tốt, không phải loại nam nhân nhìn thấy nữ nhân liền bước không ra chân kia. Hai, Lưu Nhi cũng thật là, không phải chỉ không ngủ chung với nhau thôi ư? Liền tức giận, Ly Nhi, có phải ta quá ưu tú hay không? Diệp Ly, phu thê hai người nằm trên giường, Dạ Côn không ngủ được, mặc dù hôm nay bắt một người, cũng biết một ít chuyện, nhưng không có bắt đến lão đại, căn bản vô dụng, giết Hồng Mụ cũng chỉ muốn bức ra lão đại, hoặc là khiến vị chủ nhân này phái ra người mạnh hơn tới, có lẽ sẽ biết được càng nhiều. Phu quân, vừa rồi ngươi gạt người. Diệp Ly nằm ở bên cạnh Dạ Côn thì thào nói ra, ách, kế hoạch luôn không đuổi kịp biến hóa. Dạ Côn tìm một cái cớ vô cùng xảo diệu. Diệp Ly yêu kiều hừ một tiếng, phu quân, ngươi càng lúc càng giống cha ta. Giống gì? Cha ai? Diệp Ly, đánh chết ngươi, ha ha ha, xem ra Côn ca không chỉ muốn làm phu quân, còn muốn làm cha, chật chật chật. Một bên khác, Nhan Mộ Nhi phi tốc hướng về phía Mê Vụ Sâm Lâm, tin tức này nhất định phải báo cho sư phụ biết mới được. Lúc này Nhan Mộ Nhi đã về tới Mê Vụ Sâm Lâm, đối với Mê Vụ Sâm Lâm, Nhan Mộ Nhi phi thường quen thuộc, đi vào một cái hang núi, nhìn xung quanh, thẳng vào trong sơn động, nhưng mà Nhan Mộ Nhi không có phát hiện, ở bên cạnh còn có Đát Từ lúc trước Dạ Côn phái tới, Đát Từ sớm đã phát hiện cái sơn động này có dị thường, nhưng một mực không có đi vào, sợ đã thảo kinh xà, chẳng qua là khiến Đát Từ ngàn vạn không nghĩ tới, trong lúc mình cân nhắc có nên trở về hay không, thế mà phát hiện sư mẫu đến rồi. Chuyện này khiến Đát Từ nghi hoặc không thôi, sư mẫu làm sao lại tới Mê Vụ Sâm Lâm, lúc này sư mẫu không phải đang ở Thái Kinh sao? Hơn nữa nhìn biểu tình sư mẫu tự hồ rất gấp, mặc dù nhìn Nhan Mộ Nhi đi vào, nhưng Đát Từ vẫn không có đi theo vào, bởi vì Đát Từ cảm giác chỉ cần bước vào liền sẽ bị phát hiện, bởi vì bên trong có một người cường hãn vô cùng, chính xác mà nói hẳn không phải là người, là một đầu yêu, bên trong Mê Vụ Sâm Lâm thế mà còn ẩn giấu yêu ma, chuyện này khiến Đát Từ càng nghi ngờ hơn, có lẽ Mê Vụ Sâm Lâm ẩn giấu đi thiên đại bí mật, phải cẩn thận mới được, bởi vì từ hiện tại xem ra, sư mẫu rất có vấn đề. Nhan Mộ Nhi đi vào hang núi, diện tích hang núi không lớn, nhưng Nhan Mộ Nhi đi đến bên cạnh vách đá, đưa tay đặt trên vách đá lập tức lấp lánh ra ánh sáng óng ánh, toàn bộ vách đá thoạt nhìn như nước chảy. Nhan Mộ Nhi nhìn bên ngoài sơn động một chút, luôn cảm giác có người đang nhìn mình, Nhan Mộ Nhi không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp xuyên qua vách đá, mà khi Nhan Mộ Nhi xuyên qua, vách đá lại khôi phục như thường. Nhan Mộ Nhi xuyên qua vách đá, trước mắt hiện ra một mảnh thế giới mới, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, linh điểu thành đoàn bay qua đỉnh đầu, âm thanh thác nước ào ào tại vang lên bên tai, tự như ngoại đạo nguyên, đây rõ ràng chính là một cái tiểu thế giới, người có thể chế tạo ra tiểu thế giới, rất ít. Nhưng sư phụ Nhan Mộ Nhi lại làm được, tiểu thế giới này cũng không phải rất lớn, ở trung ương có một căn nhà gỗ, xung quanh nước suối chảy xuôi, bước qua mảnh đá vụn, Nhan Mộ Nhi hơi cúi đầu, bởi vì sư phụ bế quan ngay ở chỗ này. Mình vùng trọng chạy ra ngoài, sư phụ hẳn không có phát hiện đi, còn biết trở về ư? Trong lúc Nhan Mộ Nhi tưởng rằng sư phụ không biết, âm thanh của sư phụ lại truyền từ trong nhà gỗ ra, đây là một giọng nữ rất dễ nghe, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm khắc. Nhan Mộ Nhi vẫn rất sợ hãi sư phụ, lập tức nghiêng ngã trên mặt đất. Sư phụ, vừa mới tu thành hình người liền chạy đi, cái tính cách ham chơi này của con bao giờ mới sửa được? Sư phụ, Đồ Nhi biết sai. Nhan Mộ Nhi mau chóng nhận sai, nếu như bị sư phụ phạt, mình liền thảm rồi. Chỉ thấy cửa nhà gỗ bị mở ra, một nữ tử điểm nhẹ bước chân đi ra, tướng mạo nữ tử cực đẹp, mặt như hoa đào, da thịt như mỡ dê, đôi mắt đẹp phảng phất có thể hiểu rõ mọi chuyện trên đời, một thân pháp bào màu xanh cũng không che giấu được cái tư thái kia. Thân thể này của con cũng không tồi, nữ tử nhìn Nhan Mộ Nhi một chút, vẫn khá hài lòng với thân thể Đồ Nhi chọn. Đúng vậy, sư phụ xinh đẹp như thế, Đồ Nhi không tìm một người xinh đẹp, làm sao xứng với sư phụ đây? Ăn nói đưa đẩy, nữ tử lạnh giọng nói ra. Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, lần nữa cúi đầu xuống, bỗng nhiên nữ tử sầm mặt lại, nghiêm nghị, con ở bên ngoài làm gì? Nhan Mộ Nhi bị sư phụ quát giật nảy mình, nơm nớp lo sợ nói ra, Đồ Nhi không có làm gì cả. Không có làm cái gì? Hoàng bích chi thân của con đâu? Con tưởng sư phụ bị mù à? Con... Nhan Mộ Nhi không biết nên giải thích như thế nào, nữ tử đi đến trước mặt Nhan Mộ Nhi, nâng bàn tay lên, Nhan Mộ Nhi nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận sư phụ giáo huấn, thế nhưng đợi một hồi, cũng không thấy sư phụ hạ thủ, ta thật không nên thả con ra ngoài, nữ tử trầm giọng nói ra. Sư phụ, Đồ Nhi thích một người. Nữ tử biết ngay là như thế, mặc dù thực lực Đồ Nhi không tệ, nhưng tâm trí lại giống như tiểu hài tử, rất dễ bị lừa gạt, mà nam nhân trong nhân loại, cái miệng giống như được khai quang, vừa lừa liền dính. Sư phụ, hắn là một người tốt, con cam đoan, con thật khiến vi sư thất vọng. Vi sư dạy con thế nào? Con thế mà làm ra chuyện như vậy, sư phụ, là con cam tâm tình nguyện, mặc kệ con có nguyên nhân gì. Từ giờ trở đi, không được phép rời khỏi nơi này, nghe thấy không thể rời đi, Nhan Mộ Nhi liền gấp. Chương 389, ta là mẹ con. Sư phụ, vì sao không thể rời đi? Con, Nhan Mộ Nhi trực tiếp đứng lên, tự hồ muốn phản kháng, phải biết, trước kia Nhan Mộ Nhi chưa từng ngỗ nghịch với sư phụ, nhiều nhất cũng chỉ là nũng nịu mà thôi, đây là lần đầu tiên nàng phản kháng. Chuyện này khiến nữ tử sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Ta nói không cho chính là không cho, không, con nói lại lần nữa xem. Nữ tử lạnh giọng quát, con không muốn. Ầm, thân thể mềm mại của Nhan Mộ Nhi lập tức bay ra ngoài, rơi thẳng xuống dưới thác nước. Nữ tử lạnh giọng nói ra, ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút, chờ con nghĩ thông suốt lại nói chuyện với vi sư. Lúc này Nhan Mộ Nhi bị sư phụ giam cầm ở dưới thác nước, thác nước lao nhanh điên cuồng xối lên đỉnh đầu Nhan Mộ Nhi. Con muốn đi ra ngoài, Nhan Mộ Nhi la lớn, nữ tử kém chút tức ngất đi. Lúc này mới đi ra mấy tháng, liền bị một tên nam nhân mê hoặc, hơn nữa còn bị mê đến thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếc phản kháng lại sư phụ. Trước đó thật không nên để cho nó ra ngoài. Thời gian ròng đã 3 ngày, Nhan Mộ Nhi đều không lên tiếng, bị thác nước điên cuồng tẩy lễ. Cửa nhà gỗ từ từ mở ra, nữ tử cuối cùng ra tới, nhìn Nhan Mộ Nhi bên trong thác nước, chậm rãi đi tới. Nghĩ thông suốt chưa? Nữ tử đứng ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi. Nhan Mộ Nhi mở mắt, nhẹ nói ra, sư phụ, lần này con trở về thật ra là muốn nói với người một chuyện, nếu như con muốn cùng nam tử kia song túc song phi, vậy thì đừng nói. Không thể nào, nữ tử từ tốn nói. Nhan Mộ Nhi không lên tiếng, trầm giọng nói ra, có mấy người muốn đạt được chỗ tốt từ mê vụ xâm lâm. Nữ tử nghe xong nhăn mày ngài lại, nhàn nhạt hỏi, làm sao con biết? Phu quân tra được, những người kia ẩn trong triều đình Thái Kinh, mê vụ xâm lâm đến cùng có thứ gì, tại sao bọn họ lại muốn hướng đến? Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Nghe thấy Đồ Nhi thế mà hô lên hai chữ phu quân, nữ tử không bình tĩnh, nhưng nghe Nhan Mộ Nhi nói chuyện tiếp theo thì dần tỉnh táo lại. Nữ tử không nói gì, quay người đi vào trong nhà gỗ, mà Nhan Mộ Nhi cảm giác giam cầm biến mất, lập tức nhảy ra ao nước, toàn thân phát ra đạo lực sấy khô quần áo. 3 ngày này Nhan Mộ Nhi vẫn luôn nghĩ biện pháp, làm thế nào mới có thể ra ngoài, nếu như sư phụ không cho, mình sẽ rất khó đi ra, nếu như mình không đi ra, phu quân nhất định sẽ lo lắng, nói không chừng thừa dịp mình không có ở đó liền cưới Diệp Lưu, tỷ muội các nàng liên thủ, phu quân nhất định sẽ luân hãm, nếu như sau này trở về, địa vị khó giữ được a. Đi vào trong nhà gỗ, Nhan Mộ Nhi nhìn thấy sư phụ đang pha trà, liền ngồi đối diện sư phụ. Sư phụ, mê vụ xâm lâm chúng ta đến cùng có thứ gì, đáng để người khác nhìn trộm? Nhan Mộ Nhi nghi hoặc hỏi. Nữ tử không có lên tiếng, lại rót một chén trà nóng, nâng ở lòng bàn tay nhấp một miếng nhỏ. Nhìn động tác của sư phụ, Nhan Mộ Nhi biết sư phụ muốn nói, lời của sư phụ nói con đều quên hết rồi sao? Sư phụ, phu quân là người tốt, sư phụ đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được động chân tình với nam nhân, con chỉ có thể lợi dụng nam nhân. Nam nhân đều là đồ lừa đảo, Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Sư phụ, phu quân xưa nay sẽ không gạt người, sao con biết hắn không có lừa con? Con dám chắc chắn như thế? Đúng vậy, con rất chắc chắn. Ánh mắt Nhan Mộ Nhi kiên định, Dạ Côn sẽ không lừa mình, Dạ Côn rất sủng ái mình, con đã bị tên nam nhân kia làm mê mẩn thần trí. Sư phụ, dù gì hiện tại con cũng đã gả cho phu quân. Nhan Mộ Nhi muốn chiếm lấy Côn ca, cũng là muốn gạo nấu thành cơm, như thế sư phụ cũng sẽ không có cách nào. Nhìn Đồ Nhi mình kiên định như thế, nữ tử rõ ràng bị tức không nhẹ. Nhan Mộ Nhi tiếp tục nói, nếu không phải có phu quân, con cũng không biết có người mưu đồ mê vụ xâm lâm. Sư phụ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, con muốn biết? Nhan Mộ Nhi nhẹ gật đầu, ta không nói cho con biết. Nhan Mộ Nhi, trừ phi con rời khỏi nam nhân kia. Sư phụ, sao người có thể như vậy chứ? Con nên biết, con chính là yêu. Hắn là người. Hai người các con vĩnh viễn không ở cùng với nhau được, ai nói không thể ở cùng một chỗ được, chỉ cần chúng con cảm thấy có thể là được, không cần để ý người khác nghĩ như thế nào. Nhan Mộ Nhi không phục, nhưng mà nữ tử trầm giọng nói ra, chẳng lẽ con hy vọng phu quân con nhìn thấy con sinh ra một con mèo sao? Con có nghĩ đến cảm nhận của phu quân con chưa? Con có dám nói thân phận của con cho phu quân con biết không? Nhan Mộ Nhi trầm mặt, nàng quả thật không dám nói cho Dạ Côn biết thân phận của mình, bởi vì sợ nói cho phu quân liền sẽ rời khỏi mình. Hơn nữa phu quân còn là một tên khu ma nhân chuyên nghiệp, đến lúc đó nói không chừng còn khu mình luôn. Nếu quả thật giống như lời sư phụ nói, đến lúc đó sinh con, trong ngực phu quân ôm một con mèo, đoán chừng đều sẽ cảm thấy tuy trên đầu không có tóc nhưng lại có một thảm cỏ xanh. Phu quân con sẽ không để ý đến chuyện này đâu, hắn rất bao dung, ha ha ha, nhân loại sẽ không bao dung cho yêu, con nghĩ nhiều rồi. Nhan Mộ Nhi không nói, trong lòng đương nhiên vẫn tin tưởng Dạ Côn, nhưng ngoại trừ Dạ Côn, những người khác nàng sẽ không tin. Chuyện đã đến nước này, ta cũng sẽ không gạt con nữa, nữ tử từ tốn nói. Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, bỗng nhiên nói ra, sư phụ, người khoan hãy nói, để con đoán thử một chút. Nữ tử hơi sững sờ, sư phụ khẳng định sẽ nói, Đồ Nhi à, kỳ thật sư phụ là mẹ con, mẹ chỉ là muốn tốt cho con, nam nhân nhân loại đều không dựa vào được. Nhan Mộ Nhi giang tay ra, dùng ngữ khí trêu chọc nói ra, kỳ thật cũng chỉ là chém gió, điểm này cũng giống như Dạ Côn, xem ra Nhan Mộ Nhi học được từ trên người phu quân. Khóe miệng nữ tử hơi co lại, trầm giọng nói ra, làm sao con đoán ra được? Này còn phải đoán à, ở trong thế giới nhân loại có người gọi là thuyết thư tiên sinh, trên cơ bản đều là sáo lộ này. Nữ tử, không sai, ta chính là mẹ con. Sư phụ, ngươi đừng nói giỡn. Nhan Mộ Nhi giơ tay lên, bộ dạng ta mới không tin, sư phụ đừng đùa. Nữ tử trầm giọng nói ra, Con thấy biểu tình này của sư phụ là đang nói đùa sao? Nhan Mộ Nhi chăm chú nhìn sư phụ, thì thào hô, người thật sự là mẹ con. Đúng vậy, vậy cha con là ai? Nữ tử im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhi thế mà lập tức hỏi cha nó là ai. Để con đoán một chút. Con đừng đoán, mẫu thân sẽ cho con biết, nữ tử trầm giọng nói ra. Thế giới loài người quá biết dạy yêu. Nhan Mộ Nhi mấp máy môi một cái, len lén liếc sư phụ, đột nhiên từ sư phụ biến thành mẫu thân, chuyển biến như thế nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cha con là người, vậy rất tốt, phu quân của con cũng là người, nhưng y là một tên lường gạt, vậy thì phu quân của con khác với phu quân của mẫu thân về bản chất rồi. Nữ tử đột nhiên cảm giác hiện tại không có cách nào trao đổi với nữ nhi, có phải tên phu quân của nữ nhi làm hư nó rồi hay không? Khẳng định là như vậy. Chương 390, thi nhân. Đột nhiên, Nhan Mộ Nhi bổ nhào vào trong ngực nữ tử, ôm thật chặt. Nữ tử hơi sững sờ, khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi. Mẫu thân, hửng, tại sao người lại dùng thân phận sư phụ để dạy con? Nhan Mộ Nhi ngửa đầu tò mò hỏi, kỳ thật trong lòng cảm thấy cùng sư phụ có một cổ liên hệ rất thân cận, chỉ sợ đây là huyết thống đi. Nữ tử khẽ thở dài một tiếng, như thế ta mới có thể nhẫn tâm nghiêm khắc dạy bảo con. Vậy mẫu thân tên gì? Hiện tại con vẫn chưa biết đây. Mẫu thân tên Liên Hàn. Nhan Mộ Nhi thì thầm vài tiếng, lập tức cười nói, mẫu thân, ta cũng có tên, con tên Nhan Mộ Nhi, êm tai chứ? Đối với tên, Liên Hàn cũng không quá để ý, dù sao cũng là yêu, tên chẳng qua là một loại xưng hô mà thôi. Mộ Nhi, cái tên này cũng không tệ lắm. Mẫu thân, nói một chút chuyện của cha đi. Y không phải cha con. Mẫu thân, chuyện này người không đúng rồi, nếu không có cha, sao con có thể xuất hiện được? Nhan Mộ Nhi chững chặt đàng hoàng nói ra, nói rất có đạo lý. Mẫu thân ngươi tưởng rằng qua loa một chút là xong à? Đó là do mẫu thân con bị mù. Liên Hàn lạnh giọng nói ra. Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra, xem ra cha không phải một người tốt. Nam nhân nhân loại thích hoa ngôn xảo ngữ, mẫu thân dạy con những thứ kia, chính là muốn con tránh đi, để ngươi hiểu, giúp con không bị mê hoặc. Ai ngờ con, mẫu thân, không phải phu quân hoa ngôn xảo ngữ, là nữ nhi hoa ngôn xảo ngữ lừa hắn. Nhan Mộ Nhi ngượng ngùng nói ra, nếu như lúc đó mình không ra tay, chỉ sợ hiện tại vẫn còn hoàng bích chi thân đây. Liên Hàn nghe nói như thế, cũng là sinh ra mấy phần tò mò đối với phu quân của nữ nhi. Cha tổn thương người như thế nào vậy? Con đã lớn, có thể hóa thành hình người, có một số việc con cũng nên biết. Liên Hàn vỗ đầu Nhan Mộ Nhi. Nhan Mộ Nhi thành thật ngồi ở bên cạnh nghe. Cha con, y là một vị quân vương, ngưu bức a. Im miệng. Nhan Mộ Nhi dùng hai ngón tay vạch ngoài miệng một cái, biểu thị không nói, bất quá trong lòng thầm nghĩ, như vậy mình cũng không kém Diệp Ly, nàng là tiểu tôn thượng, mình tự hồ cũng thế. Trước kia nơi này cũng không phải mê vụ xâm lâm gì, mà là một tòa chủ thành, tên là Đông U. Nhan Mộ Nhi nghe xong hít sâu một hơi, Đông U không phải tên gọi chung của một địa vực sao? Cha của con là Đông U Vương, là một nam nhân rất lãnh khốc, hôm đó ta bị cha con bắt được, vốn cho rằng sẽ chết, lại không ngờ cha con để cho ta còn sống. Mẫu thân, vậy đây là ân cứu mạng, cha vẫn rất tốt. Đúng vậy, mẫu thân lúc ấy cũng nghĩ là như vậy, cha con có rảnh liền sẽ đến thăm ta, mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng rất quan tâm. Nhan Mộ Nhi thì thào nói ra, được một nam nhân lãnh khốc quan tâm, quả thật rất có lực hấp dẫn. Liên Hàn liếc ngang nhìn về phía nữ nhi, phảng phất đang nói, ngươi đến cùng đứng bên nào? Cuối cùng vào một đêm nọ, cha con chiếm đoạt ta. Nhan Mộ Nhi, mẫu thân ngươi không nguyện ý, cha còn có thể chiếm ngươi sao? Rõ ràng là ngươi nguyện ý, về sau liền mang ta vào cung, mẫu thân ta cũng là qua năm quan chém sáu tướng, ngồi lên vị trí hoàng hậu, vậy các ngươi hẳn rất hạnh phúc mới phải. Nhan Mộ Nhi rất là nghi hoặc. Mẫu thân cũng nghĩ như vậy, thế nhưng trong lúc sinh con, vẫn tiết lộ phong thanh, một người sinh một con mèo, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Mẫu thân, người quản người khác làm gì, chỉ cần cha không thèm để ý là được rồi. Liên Hàn lạnh giọng nói ra. Hiện tại ta vẫn nhớ rõ biểu lộ lúc ấy của cha con, mặc dù ngoài miệng nói không ngại, nhưng ánh mắt kia đã bán rẻ y, cho nên mẫu thân mới nói, nếu như con sinh một con mèo, ngoài miệng phu quân con có lẽ sẽ không nói gì, thế nhưng trong lòng nhất định khúc mắc. Nhan Mộ Nhi nghe xong không nói, cũng không biết phu quân mình có như vậy hay không. Sự tình rất nhanh liền bạo phát, cha con vì ngăn chặn miệng đời nên đã giam giữ hai mẹ con ta, bãi miễn danh hiệu hoàng hậu. Nhan Mộ Nhi cẩn thận nói ra, mẫu thân, cha cũng là vì muốn bảo vệ người, cậu thí, trong lòng y chỉ có hoàng vị, hơn nữa mẫu thân còn nghe trộm được, cha con tiếp cận ta chính là vì yêu đang trong cơ thể ta. Nhan Mộ Nhi nhíu mày lại, tiếp theo chiến tranh bạo phát, cha con là kẻ hung hãn, biến toàn bộ người trong chủ thành thành thi thể, đánh lui những nhân loại kia, nhưng mà Đông U thịnh vượng cũng lập tức bị hủy diệt, vài chỗ tự lập môn hộ, Đông U bị phân liệt, chẳng lẽ cha lưu lại bảo tàng gì sao? Nhan Mộ Nhi nghi hoặc hỏi. Liên Hàn từ tốn nói, cha con không có lưu lại bảo tàng, mà lưu lại một đống tai họa. Tai họa gì? Một đám thi nhân, có thể dùng sức một mình đối kháng tất cả mọi người, có thể nghĩ đám thi nhân này mạnh đến cỡ nào, cho nên nói, những người kia muốn đoạt lấy quyền khống chế thi nhân. Sau đó, Nhan Mộ Nhi nghe hiểu, cái gọi là bảo tàng chính là đội quân thi nhân này. Chỉ thấy Liên Hàn lấy ra một cái kim sắc viên bàn, phía trên khắc lấy phù văn kỳ quái. Mẫu thân, đây là cái gì? Nếu như mẫu thân đoán không sai, đây chính là đồ vật có thể hiệu lệnh thi nhân. Nhan Mộ Nhi giật mình, sao nó lại rơi vào trong tay mẫu thân? Đại chiến qua đi, mẫu thân phát hiện nó ở trong thi thể cha con. Mặc dù Nhan Mộ Nhi thấy mẫu thân rất bình tĩnh, nhưng có thể cảm giác trong lòng mẫu thân cũng không phải rất bình tĩnh, bằng không thì sao lại ở bên trong phế tích tìm cha chứ? Vậy tại sao mẫu thân vẫn luôn ở bên trong mê vụ xâm lâm? Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Nhàm chán, không có chuyện gì làm, quen rồi. Liên Hàn khinh thường nói ra, đứng dậy đi ra ngoài. Nhan Mộ Nhi nhìn kim sắc viên bàn trên bàn, cầm trong lòng bàn tay, cùng đi theo ra, xem mẫu thân như thế, rõ ràng trong lòng còn có cha. Mẫu thân, vật trọng yếu như vậy, người phải cất giữ thật tốt. Nhan Mộ Nhi nâng kim sắc viên bàn trong lòng bàn tay. Liên Hàn tiếp nhận kim sắc viên bàn, thở dài một hơi, mẫu thân, chuyện đã qua lâu như vậy, vì sao còn người nhớ thương lấy? Mẫu thân sao lại biết? Nhân loại xảo quyệt như thế, lòng tham của bọn họ vĩnh viễn không có điểm dừng. Vậy chúng ta chớ để ý. Trời đất bao la, con cùng mẫu thân cao chạy xa bay. Hiện tại Nhan Mộ Nhi cũng rất cáo già, biết lời nói khách sáo. Liên Hàn rõ ràng không có phát hiện, lạnh nhạt nói ra. Mẫu thân đã quen ở nơi này, không muốn đổi. Mẫu thân đây là hy vọng bồi tiếp cha, như thế mới có thể ở cùng một chỗ đi. Vậy nếu như bọn họ lấy được tin tức đi vào Mê Vụ Sâm Lâm thì phải làm sao? Nhan Mộ Nhi lo lắng hỏi. Mẫu thân có ý muốn bảo hộ Mê Vụ Sâm Lâm, nhưng mẫu thân lại chỉ có một mình. Muốn tấn công Mê Vụ Sâm Lâm, đầu tiên phải phá được chướng khí của Mê Vụ Sâm Lâm. Trong thiên hạ không ai có thể làm được chuyện này, có chướng khí vần quanh, bọn họ căn bản không dám đi vào. Nhan Mộ Nhi lắc đầu nói ra. Mẫu thân, chỉ sợ Hoàng thất Thái Kinh có biện pháp phá chướng khí.